Xin chào quý khán thính giả trên kênh Little Saigon News. Hôm nay ngày 12 tháng 8 xin gửi tới quý vị những bản tin đáng chú ý sau đây. Rand Paul kêu gọi người Mỹ tẩy chay khẩu trang và cưỡng chế tiêm chủng. John Biden khiến các nhân viên mật vụ phải toát mồ hôi hộ hột khi không tuân thủ các quy tắc an ninh trong tòa bạch ốc. Melania Trump khiến nhà sử học một bài học nhớ đời vì sự dốt nát. Và bây giờ là những nội dung chi tiết. Quý vị thân mến, hôm Chủ nhật ngày 8 tháng 8, Thượng nghị sĩ Rand Paul đã kêu gọi người Mỹ chống lại lệnh đeo khẩu trang và lệnh cưỡng chế tiêm vaccine viêm phổi Vũ Hán COVID-19, cũng như các biện pháp phong tỏa có thể được tái áp dụng nhằm ngăn dịch bùng phát trở lại. Thượng nghị sĩ Paul tin rằng không thể tiếp tục chấp nhận những mệnh lệnh quan liêu. nước Mỹ đã không thể trở lại trạng thái như năm ngoái và giờ là lúc người dân phải vùng lên phản kháng. Vào Chủ nhật, thượng nghị sĩ paul đã đăng một video về bài phát biểu của mình trên mạng xã hội ông tin rằng hoa kỳ hiện đang đứng trước ngã ba đường không thể để một số người được phép sử dụng sự sợ hãi và tuyên truyền tẩy não để gây hại cho hoa kỳ người mỹ hiện giờ cần đứng lên và nói không mở đầu đoạn video thượng nghị sĩ paul kêu gọi người mỹ rằng đã đến lúc chống lại và không tuân theo các mệnh lệnh quan liêu và các chính sách gây hại ông nói hiện giờ là lúc chúng ta phải phản kháng họ không thể bắt tất cả chúng ta Họ không thể để mọi tòa nhà chính phủ đều đóng cửa. Họ không thể để tất cả con cái của bạn ở nhà và không đi học. Mặc dù tôi đã có một danh sách dài các địa điểm họ sẽ đóng cửa hoặc có lẽ sẽ đóng cửa. Nhưng chúng ta không phải chấp nhận các lệnh cưỡng chế, phong tỏa và các chính sách gây hại của những tên tiểu bạo chúa và những kẻ quan liêu. Chúng ta chỉ cần nói không và không nghe lệnh nữa ông paul tin rằng người mỹ có thể bảo vệ sự thật và tránh sự chuyên chế của chính phủ bằng cách đơn giản là hãy đưa ra sự lựa chọn của riêng mình ông nói hoặc là chúng ta sẽ bị nhiễm virus corona mới hoặc sẽ tiêm vaccine hoặc được cung cấp vaccine và chúng ta sẽ đưa ra lựa chọn sức khỏe cho riêng mình chúng ta sẽ không xuất trình hộ chiếu vaccine cho các người xem chúng ta sẽ không đeo khẩu trang chúng ta sẽ không bị buộc phải sàng lọc và xét nghiệm ngẫu nhiên Thượng nghị sĩ Paul kêu gọi người Mỹ không chấp nhận lập trường phản khoa học được chính quyền Biden ủng hộ. Ông cũng hứa rằng nếu tổng thống John Biden cố gắng đóng cửa các cơ quan liên bang, ông sẽ thông qua các luật sửa đổi, các giảm tài trợ để chặn mọi dư luận sẽ được thông qua tại thượng viện. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đưa trẻ em trở lại trường học, đồng thời chỉ ra rằng những người lớn đang làm việc ở trường hoặc là đã tiêm chủng hoặc sẽ có cơ hội được tiêm chủng, ông nói. Trẻ em đang bị tụt hậu trong trường học và bị tổn thương về cả thể chất lẫn tinh thần. Bởi năm ngoái, chiến lược của họ là khiến chúng rời xa lớp học. Chúng ta sẽ không cho phép như vậy nữa nếu hệ thống trường học cố gắng ngăn cản trẻ em đi học toàn thời gian, thì với những trường học này, tôi sẽ kiên quyết sử dụng hai luật sửa đổi để đối phó với mọi dự luật của thượng viện. Một là cắt giảm kinh phí của dự luật, hai là cho phép phụ huynh chọn nơi họ có thể chi tiền cho việc học của con cái mình. Sau đó, thượng nghị sĩ Poe cũng giải thích lý do tại sao ông phản đối khẩu trang và tiêm vaccine, bởi ông là người có trình độ y tế và có kiến thức y khoa. Ông nói. Nghe chừng có vẻ như tôi đang khiến bạn chán ghét phải không? Bởi tôi là... Tôi không phải là một chính trị gia chuyên nghiệp. Tôi hành nghề y 33 năm. Tôi tốt nghiệp trường y Duke. Tôi làm việc trong phòng cấp cứu. Tôi học miễn dịch học và virus học. Cuối cùng tôi đã chọn trở thành một bác sĩ ngoại khoa mắt. Thượng nghị sĩ Paul cũng tiếp tục chỉ trích tiến sĩ Anthony Fauci, giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh viện Truyền nhiễm Quốc gia, kiêm cố vấn y tế chính của Tổng thống. Trong một cuộc điều trần gây gắt tại Thượng viện vào tháng trước, Thượng nghị sĩ Paul đã cáo buộc ông Fauci đã nói dối quốc hội. Sau đó, ông Paul đã nộp giấy giới thiệu cho Bộ Tư pháp để yêu cầu điều tra hình sự đối với ông Fauci. Thượng nghị sĩ Paul cũng tuyên bố rằng ông làm điều này vì dân ý. Ông nói, Tôi không phải là người duy nhất đã chịu hết nổi những điều này. Những ngày này, bất cứ nơi nào tôi đến, mọi người đều đến để cảm ơn tôi vì đã dám bước ra vì họ. Cho dù tôi đang làm việc hay tham dự các sự kiện ở Kentucky, ở sân bay, ở nhà hàng hoặc trong các cửa hàng, mọi người đều cảm ơn tôi. Họ cảm ơn tôi đã đứng lên vì khoa học chân chính, đứng lên vì tự do, vì chống lại sự cưỡng chế, phong tỏa và sự thâu tốn của quyền lực quan liêu. Ông Paul cũng kêu gọi thêm nhiều người Mỹ hãy đứng lên, tự do lựa chọn trước ngã ba đường của Hoa Kỳ và nói không với những lệnh cưỡng chế quan liêu này. Ông nói, tôi nghĩ rằng ngày càng có nhiều người sẵn sàng đứng lên xu hướng này đang thay đổi tôi đã thấy những câu chuyện của các bậc phụ huynh trên khắp đất nước đứng lên chống lại công đoàn và hội đồng nhà trường tôi đã thấy những bà mẹ dũng cảm đứng lên và nói con tôi cần phải trở lại trường học để học trực tiếp tôi đã thấy các nghị sĩ quốc hội từ chối tuân thủ các quy định của tiểu bạo chúa pelosi chúng ta đang đối mặt với thời khắc của sự thật và ngã rẽ liệu chúng ta có cho phép những người này sử dụng sự sợ hãi và tuyên truyền tẩy não để gây hại thêm cho xã hội cho nền kinh tế và trẻ em của chúng ta hay không hay chúng ta sẽ đứng cùng nhau và nói tuyệt đối không được phép lần này không được phép tôi chọn tự do John Biden khiến các nhân viên mật vụ phải toát mồ hôi hột khi không tuân thủ các quy tắc an ninh trong tòa bạch ốc. Nước Mỹ đang có một vị tổng thống ngang ngược hay là lú lẫn do tuổi tác khi không biết cách tuân theo các chỉ dẫn cơ bản của các nhân viên mật vụ tại tòa bạch ốc. Theo những gì được tiết lộ từ một nguồn tin thân cận với tòa Bạch Ốc, ông Biden thường xuyên đi lang thang trong khuôn viên tòa nhà này, cho đến khi những người mật vụ bảo vệ đưa ông ta trở lại phòng bầu dục hoặc tới một căn phòng để nghỉ ngơi. Một báo cáo mới nhất được đưa ra, đó là khi Tổng thống của đảng Dân Chủ John Biden trở lại Tòa Bạch Ốc hôm thứ Ba sau vài ngày nghỉ cuối tuần ở quê nhà Delaware. Báo cáo viết rằng, John Biden có mặt để làm việc lúc 1 giờ 15 chiều thứ Ba và không thể làm theo chỉ dẫn cơ bản nhất từ cơ quan mật vụ Hoa Kỳ về nơi dành cho ông đi bộ. Ông ta đã đi một cách thiếu kiểm soát trong khu vườn tòa nhà. Ông Biden không biết phải đi hướng nào để thoát ra khỏi những lối đi đó và các mật vụ phải đưa ông trở lại với phòng nghỉ. Theo nguồn tin từ các mật vụ đang phục vụ tổng thống của đảng Dân Chủ cho hay, ông Biden đang khiến họ thực sự lo lắng mỗi khi ông ta đi ra ngoài. Vì dạo gần đây, tình hình nhận thức của ông Biden đã giảm trầm trọng tới mức họ kiến nghị với những trợ lý cấp cao của ông ta rằng tốt nhất hãy để vị tổng thống này nghỉ ngơi vì ông Biden dường như đã mất kiểm soát và những hành động của mình. Và gần đây, Chuyên gia bảo thủ Dan Bogino cho biết, các nguồn tin của ông trong cơ quan bực vụ đã nói với ông rằng, trạng thái tinh thần của John Biden đang xấu đi đến mức không chỉ là một vấn đề nhỏ mà nó đang đe dọa đến an ninh quốc gia Mỹ. Ông Dan Bogino bắt đầu phân đoạn bằng cách nhớ lại trước cuộc bầu cử tháng 11, ông đã được các nguồn tin từ cơ quan cho biết rằng, trí lực của Biden đang suy giảm nhanh chóng không phải một trò đùa và cũng không phải cường điệu. Tôi đang nghe những người thân cận với tình hình nói rằng, tình trạng suy giảm nhận thức của ông Biden đang trở nên tồi tệ nhanh chóng và ngày càng trở nên khó che giấu. Đảng Dân chủ sẽ phải sớm đưa ra quyết định. Tiếp tục với cuộc phỏng vấn của mình, ông Bogino cho biết điều đó khiến ông ấy không vui khi nói về điều này và ý tôi là, ông Biden đang thực sự gặp rắc rối nghiêm trọng và hãy nghe tôi, mọi người xung quanh ông ấy, mọi người đều biết điều này đây là vụ bê bối, rằng họ không cho bạn biết tình trạng của ông ấy tồi tệ như thế nào. Ông Dan Bogino tiếp tục nói rằng, ngay cả những nguồn tin mà ông ấy có bên ngoài sửa mật vụ, nhưng những người vẫn ở trong quỹ đạo của Biden đều biết rằng, ông ấy không chỉ giảm tinh thần nhận thức mà còn mất khả năng hoạt động đầy đủ. Nó không phải là một bí ẩn, đó là bí mật được giữ kín tồi tệ nhất trong tòa bạch ốc. Bogino nói tiếp, các đặc vụ đã tiết lộ rằng họ đang lo sợ tình hình ngày càng tồi tệ của Tổng thống Biden họ cho rằng với nhận thức và sức khỏe của ông Biden hiện tại, nền an ninh nước Mỹ đang bị đe dọa một cách nghiêm trọng. Melania Trump khiến nhà sử học một bài học nhớ đời vì sự dốt nát. Cựu đệ nhất phu nhân Melania Trump đáp trả nhà sử học Baglows khi người này gắn ghép Melania cải tạo vườn hồng là xúc phạm lịch sử nước Mỹ. Nhà sử học Kim người viết tiểu sử Mitchell Backlos hôm ngày 8 tháng 8 đăng trên Twitter hình ảnh vườn hồng nhà trắng do cựu đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump cải tạo và gọi đây là kết quả xấu xí khiến nhiều thập kỷ lịch sử của nước Mỹ biến mất. Cựu đệ nhất Melania ngay lập tức đáp trả lời chỉ trích này, cáo buộc nhà sử học Backlos đã đăng bức ảnh trước khi quá trình trùng tu vườn hồng nhà trắng hoàn thành. Văn phòng của Melania đăng trên Twitter cùng ngày, Kloss đã thể hiện sự thiếu hiểu biết của ông ta khi đăng bức ảnh vườn hồng lúc chưa hoàn thiện. Vườn hồng thực chất rực rỡ hơn thế với những bông hoa rạng rỡ và nở rộ. Thông tin sai lệch của ông ta thật đáng xấu hổ và không đáng được tin tưởng như một nhà sử học chuyên nghiệp. Melania cải tạo vườn hồng nhà trắng từ tháng 8 năm ngoái, khôi phục lại thiết kế năm 1962 tối giản hơn, khu vườn được trang bị hệ thống thoát nước hiện đại hơn và tạo điều kiện di chuyển thuận tiện hơn cho phóng viên và người khuyết tật. Tuy nhiên, tới tháng 4 năm nay, khoảng 80.000 nhà hoạt động đã ký vào một bản kiến nghị kêu gọi đệ nhất phu nhân đương nhiệm Jill Biden đảo ngược những thay đổi trong vườn hồng vì cho rằng thiết kế mới từ thời Melania đã làm hỏng di sản từ thời của Tổng thống Kennedy. Vào tháng 5, Jill Biden đã chia sẻ một bức ảnh tuyệt đẹp về khu vườn thể hiện sự ngưỡng mộ của cô đối với nó. Với dòng trạng thái, mùa xuân đã đến tại tòa Bạch Ốc. Cô ấy nói, khoe một bức tranh tuyệt đẹp về những bông hoa dọc theo lối đi của Nhà Trắng. Thưa quý vị và bản tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tin tức của chúng tôi tại đây. Cảm ơn sự quan tâm, theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trên chương trình tin tức của kênh Little Saigon News.